sáng ngày 17 tháng 8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt một đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Trước đó, qua điều tra, nắm tình hình tuyến biên giới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, sau đó đưa ra miền Bắc tiêu thụ. Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, ngày 15 tháng 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Giàng A Lâu, sinh năm 2002, trú bản Trung Thắng, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét người và hành lý của Lâu, ban chuyên án thu giữ 6 bánh heroin, 30.000 viên hồng phiến, 1 kg ma túy đá, 1 kg ketamin cùng nhiều tang vật liên quan. Chuyên án đang được mở rộng điều tra.